Hello, xin chào mọi người quay trở lại với video nhận định cổ phiếu của em Phát nha. Thì trong những cái phiên cuối tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta đã có những cái tín hiệu và xác nhận tạo được cái đáy, và đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng thì nhóm này cũng đã tạo được hai đáy. Thì ngày hôm nay em Phát cũng sẽ giới thiệu cho anh chị em những cổ phiếu mà vẫn có cái điểm mua. Thì đối với em Phát thì trong giai đoạn hiện tại thì nếu mà mọi người theo dõi những cái livestream thì mình cũng đã cho đông khách hàng tham gia với một mã cổ phiếu ngân hàng. Trong giai đoạn trước chúng ta đã tham gia với mã cổ phiếu BID với cái mức lợi nhuận rất là cao, là khoảng 35% cho một cái nhóm cổ phiếu ngân hàng. Thì trong giai đoạn này thì em sẽ đánh giá là sau cái giai đoạn em đã chốt xong BID rồi thì mình sẽ quay lại với cổ phiếu MBB đó, một cổ phiếu ngân hàng mà em đánh giá là trong giai đoạn trước cũng có một cái mức bật tăng rất là tốt. Và đối với những cách xử lý tài phải qua những cái nợ xấu của MBB trong giai đoạn gần đây thì em nghĩ là trong chu kỳ sau MBB sẽ là một cổ phiếu mà mọi người có thể chú ý được. Thì đối với cổ phiếu MBB thời điểm hiện tại á, thì trong phiên ngày thứ sáu thì cũng đã có những cái mức bật tăng khá là tốt. Tuy nhiên là đối với anh chị em đầu tư cổ phiếu ngân hàng thì mọi người phải chấp nhận với nhau một điều là đây là một nhóm cổ phiếu nó khá chậm với thị trường. Nó có thể là con sóng nhịp trước nó là một con sóng, nhưng mà nhịp sau nó chỉ là một cổ phiếu dạng cổ phiếu tích lũy đi lên thôi. Thì trước mắt bây giờ sẽ có MBB, nó sẽ có những cái điểm mua ở đâu, là ở quanh những cái vùng MA50 và MA20. Đó là những cái vùng mà quanh 24, quanh cái vùng giá 24 tới vùng 24.5. Đó là những cái vùng anh chị em có thể tham gia, hoàn toàn có thể tham gia đối với cổ phiếu MBB. Anh chị em chỉ cần mua quanh gần vùng 24 nhất có thể nha. Đó thì đối với room khách hàng của em Phát này cũng đã mua những cổ phiếu này ở vùng 23 24. Đó, vùng 23 24 thì mình cũng đã tham gia rồi nha anh chị. Nên trong giai đoạn hiện tại thì gần như cái vị thế nếu mà anh chị em mua thì sẽ không chênh lệch nhiều. Thì đối với MBB á, thì chúng ta sẽ có một cái vùng, và đối với những cổ phiếu này mình sẽ hiện tại nó đang ở vùng đỉnh cũ nên nó cần một cái sự tích lũy. Đó là một cái điều chắc chắn. Và đối với em á, khi mà một nhóm ngành có sóng thì chúng ta có thể đặt một cái target gần như sau khi vượt đỉnh đó, là chúng ta sẽ đặt một cái chặng lãi từng phần, gần như sẽ không có một cái target cố định nào cho cổ phiếu MBB đây. Tuy nhiên là đối với những anh chị em đánh cái vùng giá ngắn hạn, những vùng ngắn hạn thì em nghĩ là đối với những cái vùng mua quanh vùng 24 này, anh chị em hoàn toàn có thể kỳ vọng được những cái vùng giá quanh 30, thậm chí là đối với những cái vị thế trung hạn của khách hàng thì mình có thể là kỳ vọng ở vùng giá 40 đó, những ngắn hạn quanh 30 và trung hạn là 40, thậm chí những cái vùng nếu mà có những cái nhịp điều chỉnh về 23 24 thì anh chị em hoàn toàn có thể mua thêm đối với MBB. Tại vì đối với con MBB này, trừ khi nào nó phá cái đáy 22.4 này thì anh chị em mới phải đặt một cái cắt lỗ thôi đó. Ok ha, đó là những cái góc nhìn của em khi mà bắt đầu là nhóm ngân hàng có sóng thì chúng ta nên tận dụng cơ hội này. Tại vì MBB á, một khi mà nó break cái hộp tích lũy này để đi lên á, thì khả năng nó sẽ có một cái nhịp mà tăng rất là mạnh, có thể lên những cái vùng 27 28. Đối với những anh chị em ngắn hạn thì hoàn toàn có thể kỳ vọng được đó. Còn với trung hạn thì chúng ta phải có một góc nhìn xa hơn, đó là một con sóng ngành thì MBB từ cái vùng giá này ít nhất em nghĩ là đối với những cái giai đoạn mà cổ phiếu này đi á, thì chúng ta có thể kỳ vọng MBB từ target 70 tới 100% đấy. Trong quá khứ đã từng rồi anh chị, trong quá khứ đã từng đối với MBB thì những giai đoạn trước thì gần như MBB chạy từ những cái vùng giá trong năm sóng 2020 2021 thì MBB bắt đầu đi lên từ vùng giá 8 đi lên tới cái vùng giá cao nhất của MBB là quanh tận những vùng 23 24 thì giờ có nghĩa là x3 tài khoản. Thì những cái target trung và dài hạn thì chúng ta hoàn toàn từ cái vùng giá này chúng ta có thể kỳ vọng được cái một cái giá quanh cái vùng 30 40 anh chị, 40. Ok ha. Thì đó là những cái góc nhìn của em Phát về cổ phiếu MBB này, về cái điểm mua điểm bán. Thì nếu anh chị em cần những cái sự tư vấn kỹ hơn về cái doanh nghiệp cũng như là những cái triển vọng ngành thì có thể liên hệ với Phát. Và mọi người nếu mà chưa có người đồng hành, người tư vấn thì có thể liên hệ với em Phát qua số điện thoại và chuyển ngay đi cùng về với em Phát tại công ty chứng khoán VPS. Bên góc trái màn hình có một cái
QR code tham gia vào trong cộng đồng. Mọi người tham gia vào và liên hệ với em Phát nha. Ok, bye bye mọi người. Chúc mọi người đầu tư thành công với cổ phiếu MBB.